Ủa? Trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa? Đáng đời! Đáng đời! Nghe chưa? Rồi thôi qua lượt số nào trả thù tôi. Em coi rồi nè, em canh này khoảng chừng 2 mét. Em bấm ở đây là 2 mét, ai về đâu. Mét 2. Trò chơi này chúng ta sẽ có 2 hiệp chơi. Hiệp đầu tiên mỗi đội cử 2 người. Nhiệm vụ sau khi trượt xuống, chúng ta bằng mọi cách đẩy 2 người ở đội kia văng qua hàng rào bên kia là đội mình thắng hiệp đó. Văng là văng lên cao, lọt có nha, lọt chứ không phải là thảy qua bên kia đâu. Nếu mà bên tôi mà tôi với Si chơi như vậy là không có công bằng, để tôi đứng ra cho Si với Ngọc chơi. Bạn tôi còn hiệp sau nữa mà. Ồ vậy hả, gì vậy là phải chơi hả? Rồi mời 2 khách mời của anh Tư Xì. Của anh Tư Xì. Anh ra cái bao nha. Ok anh. Cẩn thận đó Châu. 1, 2, 3. Anh ra cái bao nha. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Em ra cái bao. Ra cái bao, ra đâu cái bố. Em non và tinh quá thôi à. Năm nay 36 tuổi rồi mà dễ tin người quá. Cặp đầu tiên của gia đình mình là ai với ai? Tôi với Si chơi trước. Đây, em nhân lực chơi trước. Trời ơi, 2 cái lão già này phải để em với anh Vinh. 1, 2, 3, go. Rồi, giữa đây, vô. Có sao đâu. Trời ơi, cái gì nó chạy trước rồi. Cứu ổng. Dạ. Đẩy Si. Anh Vinh ơi, anh phải anh. Đẩy Si. Sao nó cứu vậy? Trời ơi là trời, chả tới rồi kìa. Ủa sao anh lần sai đổi anh? Ôi lên Si một bánh kìa, chết rồi. Ở chừng kìa. Tụi em lưu lại Si. Đó, đừng có sợ em. Là đẩy vô đây là mình thắng không? Đúng rồi. Đẩy mình phải đẩy ông Vinh trước. Đúng rồi. 2 người bu vô. Anh tay em chân nha. Từ từ. Được ơi, được ơi. Lên đi. Được ơi. Không dễ gì đâu anh trai. Anh trai à? Không. Không có dễ đâu. Không có dễ đẩy xuống tôi đâu. Anh trai. Buông lại. Trời ơi. Ê. Anh chưa biết lực lợi của chương trình này rồi. Ê, vậy hả? Trời ơi, thấy chưa? Đáng đời, nghe chưa? Thấy đó. Rồi, hay quá. Lâm Vỹ Dạ chết rồi. Ê, có giận anh lượt. Anh đẩy bây giờ là đẩy một cặp luôn đó. Đẩy lại đâu đi. Qua luôn. Ê, có chừng 2 người qua luôn á. Có chừng 2 người qua luôn á. Qua luôn. Dạ. Anh bắt tôi hả? Sống chết gì à? Lần cuối. Nước vô mắt rồi, Trời ơi kìa. Bây giờ mình vô giúp sức luôn đi. Tụi em muốn giúp sức được không? Rồi lên trượt luôn. Không có công tài công sức chứ. 2 người bự quá. 2 người bự quá rồi không nổi. Kìa có một tập Nikolai đã xuất hiện. Dạ. Rồi. Ê từ từ chết rồi. Đúng rồi, kéo 2 người là được hả? Anh cãi dạ lại đi. Xuống đi té bây giờ. Em nói anh nghe nè, 2 anh em mình có tuổi rồi. Mình có mệt chứ em. Mệt quá rồi. Alo. Anh mệt quá anh chị không nổi. Giúp con bé này cho nó đi vô kia. Cơ hội. Hãy 2 đứa một lúc luôn. Đừng mạnh lắm. Bây giờ chúng tôi có luật mới. Chỉ cần 1 thành viên thuộc một đội bị đẩy qua bên kia là thắng. Bắt đầu. Anh Lực. Em gì của anh không muốn đúng không anh Lực? Không có máy nào góc này hết anh Lực. Đẩy đi. Kéo chạy đi. quá trời kìa. Ê, rồi thọt lát nữa, trời ơi. Tôi đâu có nhộn đâu mà thọt lát tôi trời. Thôi, dừng tay lại. Tại vì chơi về thì không có kết quả. Riêng ở trò chơi này, hai đội hòa nhau. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đến với trò chơi đầu tiên của Bảy Nụ Cười Sơn. Ê, thưa quý vị thân mến, hôm nay là mùa 4 đã trở lại. Một sự yêu thương tràn trề của quý vị khán giả. Ồ vậy à? Đủ đầy, nếu không đủ đầy làm sao có chương trình buổi tối ngày hôm nay. Ồ vậy ơi. Và để phục vụ nhiều tiếng cười cho quý vị, chúng tôi quyết định mời số đầu tiên, đó là Hậu Hoàng và Khánh Vân. Ồ yeah bạn ơi. Và bây giờ đầu tiên đây, trò chơi của chúng tôi rất vô cùng đơn giản. Xin mời Lâm Vỹ Dạ, chúng ta sẽ có trò chơi giật dây. Em phải làm gì? Em phải làm gì? Và buông. Em phải làm gì? Em phải làm gì? Thôi kìa. Giỡn quá. Cô muốn hỏi trò này như thế nào? Để giới thiệu lại. Dạ dạ lên ngồi lại dạ. Dạ. Đây nè. Không anh ơi, đời ngu một lần thôi. Không có lần đây thôi. Mỗi đội có 5 lượt. Chúng ta sẽ có một người ngồi đây thả dây. Và người đồng đội của mình ngồi đây hứng cái này. Nhưng thả, nhưng sẽ thả một phát bột về, không được giật 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 nha. Sẽ thả gần đụng cái đầu mình giữ lại. Đội nào sau 5 lượt thả, mình sẽ cộng cái chiều dài của cái cây mà đo giữa cái đầu và cái mâm. Đội nào ngắn về cái centimet hơn, đội nó chiến thắng. Ví dụ, hey, tôi Vinh là một đội. Ok. Tôi thả Vinh. Okay, đặt tay mình phải vuông góc. Đó, Vinh ngồi thẳng lưng. Mình sẽ thả một phát một nè. Đó, bắt đầu đo từ đỉnh đầu lên dưới lại cái đáy của cái mâm này nè. Đó, sau cộng lại 4 tật. Đội của tôi gồm hai những người em mà tôi yêu thương. Tôi đề nghị đổi cái mâm thành cục tạ đâu. Ôi anh Vũ. Tôi muốn là số này là số cuối cùng của Ninh Dương Lan Ngọc được không? Ủa, tôi mới chơi cái số đầu tiên mà. Em chưa làm gì gây thù chuốc oán với anh số không. Đầu tiên. Thật ra chương trình đã có tính hết rồi. Nếu để cục đá là rất nguy hiểm. Và cần một cú máy ở trên này. À, chúng tôi sẽ cột camera 8 kg vô đây. Thả túi xuống cái đầu. Đó, nếu mà vừa đụng cái đầu mà dừng lại là tốt. Mà để đi qua luôn cái đầu là không có hình. Rồi, đội này chơi trước. Đó đội. Không, đội đông người nên chơi trước đi hả? Vậy là anh Luật với bé Hậu chơi trước. Đúng rồi, anh Luật sẽ là người ngồi trước. Và em sẽ là người đưa dây. Bây giờ nè, trước khi thả là cho quan sát. 3, 2, 1 quan sát. Em canh chưa? Em có một con mắt ở bên này luôn luôn để ý và dõi theo anh. Anh ngồi thẳng nha. Cú thả của Lan Ngọc ảnh hưởng tới hệ thống đông trùng hạ thảo. Chuẩn bị chưa? 3, 2, 1, go. 2, 1, go. Rồi thôi qua lượt số nào trả thù tôi. Em coi rồi nãy em canh này khoảng chừng 2 mét. Em bấm ở đây là 2 mét, ai về đâu mét 2. Không, nhưng mà anh không có bị gì chưa em? Đâu chưa có. Rồi tới ai? Tôi tu chứ trời ơi dễ gì. Phải thi nhau mà. Vậy không ai cũng có một lượt ngồi và cũng có một lượt thả cho nó yên tâm. Đó, anh Luật hết được. Hậu Hoàng, em vô thả. Em à? Em. Ủa, Hậu thà là em cứ để cho nó dài còn hơn là nó vô đầu vậy nha Hậu. Dạ. Em sẽ buồn quá, tâm lý quá. Em phải có con mắt ở bên cạnh này nè. Em canh chưa? Em có một con mắt ở bên này luôn luôn để ý và dõi theo anh. Rồi. Đây nè. Dạ. Rồi thả nào. 2, 3. Ủa, thẳng lưng lên. Nói ít thôi, không có cười nó hoài. Kỳ cục. Kỳ cục. Con bé này sao cứ hay cà khịa giám khảo vậy. Rồi Đó, đó các bạn xa lắc xa lơ nè. Là màu xanh là của mình nha. Đưa đây cho em. Đưa đây em bẻ cho. Rồi, ai vô nè? À không, tôi tự cầm. Không hả? Tôi tự cầm. Tự nhiên nói chữ bẻ làm chi vậy? Tới đây. Anh rồi. À quên, tôi ngồi rồi. Hậu. Rồi Ngọc. Ủa kỳ vậy? Thôi chị Ngọc, em không muốn thôi nha. Để anh. Này tức là đàn ông hay không là lúc này. Đàn ông có thù phải trả. Bỏ tay trước nào. Bớt lại. 34. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. 34. Trời ơi. Cái gì vậy? Vậy ta? Ủa anh. Tôi lo cho em tới vậy còn muốn gì nữa. Mọi người ơi, cây đậu đổ luôn. Đủ luôn á. Đổ luôn, rồi vừa đổ luôn. Đúng nào. Số chưa? Trời ơi, vậy là ngon rồi nè. Rồi, tới em thả dây, phải không? Khoan, bé bị lệch tâm rồi bé ơi. Gì chứ mấy cái này chị để ý lắm. Chị xin lỗi em nếu lỡ như... Thôi, mình nhìn nhau lần cuối đi em. Thả, em thả đi. Để em. Để chị. Một lần cuối cùng. Anh Luật vô. Có gì để mất. Cái hồi nãy nó vừa sưng lên. Giờ cho nó xẹp xuống. Bây giờ gõ cho nó xẹp xuống là mệt lắm nha em ơi. 3, 2, 1, go. Chở, bình thường. Chạm vô tóc tôi luôn á, trời ơi, tôi thấy lạnh mỏ ác luôn á, trời. Đây, có cái chiều này. Trời ơi, trời ơi. Mời anh Vinh. Tôi đề nghị riêng Trương Thế Vinh là ngửa mặt lên trời luôn. Luôn. Một trừ đẩy người ta sau khi người ta cầm máy đẩy ra một cái vòng lũng quẩn. Anh Vinh anh có sao không? Em nghe lớn lắm á. Em xuống máy em buông ra cái em chụp không có kịp, nó chạy lẹ quá. Cái đồng này ở nước ngoài về nè, nó chạy lẹ quá. Rồi cầm tiếp theo. Anh em sống chết luôn có nhau em. Dạ. Anh em sống chết có nhau. Dạ. Bảo chồng. Mời em qua. Mời Bé Vân lên ạ. Chị làm một lượt luôn rồi em đổi tay luôn anh. Dạ. Lên. Ủa em tưởng. Chị làm một lượt rồi chị ngồi một lần. Xích lên xíu à, nó chưa ngay tầm. Đây chị đẩy cho. Dạ. Lên đi. Không, em cứ lên ngồi đi. Chị Ngọc quen cái chuyện làm công này rồi. Ốc đẩy rồi. Nãy cái chân đẩy trên vậy em nhẹ mà chị sao vậy? Không đẩy cũng nổi. Không, ngay đó. Ngồi thẳng lưng lên bé không sao đó. Cái ni coi. Ôi, cái ni em dễ sợ. Rồi, 3, 2, 1. Boom. 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 Bù. Trời ơi xanh lắc. Thua ta chắc. Vậy là đáng lẽ phải khắp tới tay. Phải khắp tới tay. Phải khắp tới tay. Chị có tin. Ủa em chưa ra. Em vô đây. Đi vô. Trời ơi là ý em đầu chút đáng lẽ là phải xuống chút xíu nữa là mình ăn rồi. Qua đi, đã đến lúc đền tội. Anh Vinh, anh phải nghĩ đến thắng thua của đội mình. Bỏ cái riêng tư của mình đi. Thắng thua như tầm này. Còn 3 lượt nữa. Em xin phép mà cởi cái này ra để nó cứng cái nằm mỏ. Nhìn nào, hay là không cần nhìn? Không cần nhìn luôn. Anh phải nhìn chứ. Anh phải thắng thua đội mình. Thắng thua đội. Thắng thua đội. Rồi. Chết rồi. Đến em vô anh Vinh qua ngồi. Dạ. Anh sống đàng hoàng lắm bé. Em cứ buông thẳng tay. Đắng cay này anh Vinh chịu hết. 2-3 thả. Ủa mình đóng phim gì rồi? Chụp lại. Ủa mình đóng phim gì rồi? Ủa mình đóng phim gì rồi? Còn một lượt nữa hả? Một lượt nữa dạ. Vậy là xa lắm em phải thấp. Tới bớt ngồi vô. Hết rồi anh. Còn một lượt cuối. Một lượt cuối chị ngồi á. Con bé đó hả em? À, anh Vinh hai lượt. Không, con bé này. Đúng rồi. Cái đội này cũng ghê hơn mình. Lên. Ok chưa? Ok chưa? Có một sự áp lực. Sao tới em ngồi con bé nó năng nổ vậy? Em có kinh nghiệm rồi anh tin em. Em phải nhớ thắng thua của đội mình là trên hết. Thắng thua của đội mình là nằm trong tay em. Đúng. Tin em nha. Em bỏ cái chuyện riêng qua một bên. Ok. Số phận của con chị cũng phụ thuộc vô em. 3, 2, 1. Nằm trong tay em mà em quên mất. Mẹ em muốn bà liền. Tự do. Trời ơi. Đây. Đây. Ôi chị ơi. Màu xanh là của tiếng Lực rồi đúng không? Thôi không sao, không sao, không sao. Đó. Mọi chuyện cũng qua rồi. Đi, chị về đây em thương. Chị nhớ em lại không? Về đây em thương. Rồi xuống. Đây, tức là màu xanh Tiếng Lực dài hơn. Nhưng mà bên Lâm Vỹ Dạ là quá nhiều lần bị gọi là đụng đầu, cho nên cái đội màu đỏ là sẽ bị thua. Sao kỳ vậy? 2 lần đụng đầu. À rồi ok, chơi lại, Vinh với Dạ chơi lại. Thôi đi thôi. Thắng thua gì tầm này? Thua đi anh. Thua. Bây giờ chơi cá nhân. Cá nhân là sao? Là ai đấu dài lên tiếng. Cho tôi đi về. Tôi không chơi rồi. Cho đi về. Anh Lực với anh Vinh. Anh Lực ở đây, đây là đâu vậy? Bây giờ là mình chơi là coi như là thắng thua nha, chứ không phải chơi sát phạt cho nhà đấy. Thôi từ. Thổi đi thổi. Bây giờ cái gì vậy? Dạ bị sang chấn tâm lý. Thưa quý vị, bây giờ là Tiến Lực sẽ đấu với Trương Thế Vinh. Nếu như một trong hai người mà để người kia bị bon là tất cả những người còn lại đều được thả trên đầu người đó cái bon. Hợp lý. Nhưng mà thắng là thắng luôn đúng không? Ôi tôi đang thắng mà tự nhiên kêu thắng luôn. Không. Cái đó là thắng đội là đã tính rồi. Còn nếu như mình thắng riêng thì từ đây tới cuối chương trình, hễ khi nào mà người kia cần giúp đỡ, muốn cái gì là người kia phải phục vụ. Ok. Rồi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Em không thích quăng tay bon nữa đâu nha anh Vinh. Để em nhắc cho em kêu 1, 2, go. Không, đây là sự cố tình. Không. Lâu đây em trai. Lâu đây. Lên. Mỗi người bon một cái. Đây. Không mà cái gì. Đây nè. Hồi nãy nhỏ cháu tôi là Khánh Vân, nó có phong cách. Trời ơi, tôi cũng có phong cách của tôi là bạn. Phong cách gì? Phong cách. Tôi có phong cách xin chào của tôi. Em biết anh thương em mà anh Luật. Rồi, phong cách nào. Hello. 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 Lan Ngọc. Thôi em tội anh Vinh lắm. Thôi đau lắm á. Em không làm thì em buông tay ra đi mà. Wow. Nhưng mà không sao. Đấy. Hậu Hoàng. Em xin lỗi anh nha. Anh đúng rồi, nhắm mắt lại đi anh ạ. Nhắm mắt thôi. Mắt không thấy lòng sẽ không đau này. Ca khúc của anh như lúc này. Ca khúc của anh như lúc này. Ca khúc của anh như lúc này. Đau nghề công dân lắm, đừng có làm như vậy nữa. Ủa thương đi không? Là thế em chơi. Không có để em dán qua. Cái chỗ này nó bị xẹp rồi. Trời đẹp. Ôi tôi nghe quá. Đừng có không, anh Vinh hãy hát ca khúc của anh đi. Anh Vinh ơi thiệt trong chương trình này có mỗi một mình Ngân thua anh Vinh. Anh hát bài Happy đâu đi. Hát đổi rồi. Đừng có làm tổn thương ảnh nữa. Xuống đi em. Hãy xuống tay anh. Nếu có yêu hãy nói với anh, nếu trái tim này đã có em, chỉ mình em duy nhất. Cho cái này chứ phải là em. Dạ vô. Thôi em không làm được. Em không nên hào làm như vậy được. Con dạy nữa hả? Thôi đừng có làm. Thôi tội anh. Thôi tha anh giùm. Đừng ngồi vô đi. Cái này em bị người ta ép. Nếu như mà em không làm thì sao? Thì em thôi, thì cái đó sẽ làm em. Em không làm thì mọi người sẽ làm em hả? Đúng vậy. Thôi đừng em sợ lắm. Đừng em sợ lắm. Trời trời. Nắm móp luôn cái này rồi nha mọi người. Em bị người ta ép buộc mà. Thôi đủ rồi. Như vậy là đủ vui rồi. Và xin thông báo luôn là trò chơi đầu tiên đời Tiến Lực mang về tỷ số 1-0, chúc mừng.